Chào mọi người, trại của gái bên Mỹ xin chào mọi người nhé. Đây là trang trại của mình khi về đêm, chỉ cần một tiếng cu gáy thôi có thể là như một bầy ong vậy đó. Nghe thích lắm. Ngủ buổi sáng cũng vậy. Ghé đi con, mạnh dạn lên coi. Bởi chỉ cần nghe tiếng cu gáy thôi là má chừng con gáy luôn. Sau những ngày làm việc thì có những ngày đi xa nhà lâu, có khi nửa tháng về được một lần, thì nghe chim gáy thì nghe sướng cái tai luôn. Đó. Từ đầu đến cuối chỉ cần một con gáy là nó gáy êm tai. Và tối không biết cái đường đâu mà gù nữa. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Chúc mọi người buổi tối thật là vui vẻ nha. Mọi người chưa đăng ký kênh, vui lòng cho em xin một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ. Nếu có dịp mà để một bàn trà và một ấm trà để ngồi thưởng thức tiếng chim cu thì thật là thú vị vào đêm ban đêm nha. Rồi, hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Bye bye.